thì sự nghiệp ca hát thì mọi người cũng biết là Duy Dân cũng thành công nhất định rồi, nhưng mà đôi khi thì có những cái vấn đề về tin đồn tình cảm này kia thì cái chuyện đó cũng không phải là gọi là xấu, thì đôi khi mình cũng là nhưng mà may nhất là may nhanh là một ca sĩ thì đôi khi mình cũng phải sống giống như bao nhiêu người khác, cũng phải có chuyện tình cảm này với người này người kia đó, thì người khác ghét gì với người này người kia thì cũng không có sao. Thiệt là đôi dân đã chứng chính lại những cái tình đoàn đó cho đoàn tất cả thì chỉ là bạn bè này kia thôi. Và mỗi con gái thì nói chung là cũng cao lắm, nhưng mà đôi khi trong vấn đề tình cảm thì đôi khi nó cũng rất là khó nói. Đôi khi một người còn mình nghĩ mà mình muốn đó, một người đó quá nó hoàn hảo thì đôi khi trong cuộc sống của mình đó, nó sẽ không có giống như mình mong đợi. Đôi khi một người hoàn hảo quá thì đôi khi nó là không có trên đời. Con người thì cũng ai cũng phải có nhiều ưu điểm và họ có khuyết điểm ở trong đó nữa. Đôi khi mình gặp khi mà mình duyên đến là kiểu khi mình cảm thấy ví dụ như người đó có cái ưu điểm đó mà cảm thấy thích, mà có những cái khuyết điểm khác thì đôi khi mình cũng phải học cách chấp nhận cái khuyết điểm đó của đối phương thì mới có thể là dung hòa được tất cả các ai. Đôi khi tại vì dân cũng nghĩ là mình cũng có nhiều ưu điểm nhưng mà đôi khi cũng có nhiều khuyết điểm, và họ đến với mình rồi thì họ cũng cảm thấy họ yêu cái ưu điểm của mình và họ cũng biết chấp nhận cái khuyết điểm của mình, thì nói chung là có qua có lại với tải lẫn nhau đó. Thì đó thì như vậy. Một tràng pháo tay thật lớn cho Duy Dương. Và xin được thay mặt cho Duy Dương và những người thực hiện chương trình trong ngày hôm nay, Quốc Vương xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị, phải nói ra hôm nay là một ngày rất đặc biệt của Duy Dương, được hát trong chính sinh nhật của mình. Và ca khúc mà Duy Dương vừa mang đến cho quý vị là một ca khúc mang tên tuổi Duy Dương đến gần với mọi người hơn. Và cũng xin được thay mặt cho Duy Dân, Vương xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị, các đơn vị tài trợ, các đối tác, các nghệ sĩ, anh em, bạn bè và sự hiện diện của rất đông các nhà báo trong ngày hôm nay đến chúc mừng sinh nhật của Duy Dân và kỷ niệm 10 năm ca hát. Một lời gì đó chia sẻ với tất cả mọi người Duy Dân nhờ. Thì trước tiên cho em xin gửi lời đến chào đến tất cả các anh chị trong vùng báo đài, các anh chị nghệ sĩ thân thuộc, cùng những nhà tài trợ, cũng như là những người anh người chị mà thân thiết của Duy Dân trong những năm vừa qua và những năm gần đây. Thì hôm nay Duy Dân biết là tất cả mọi người ai cũng bận việc hết, nhưng mà dành một chút thời gian đến dự cái buổi tiệc cho ngày đặc biệt nhất của Duy Dân, thì không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu đến đây để có thể dự một cái buổi tiệc thật ý nghĩa cùng em. Một cái điều đó Duy Dân rất là trân trọng và cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn rất nhiều ạ. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì Quân xin nhờ tất cả quý vị chúng ta có thể bật cho Quân đèn flash điện thoại lên được không ạ? Bật tất cả đèn flash điện thoại lên được không ạ? Và tất cả đèn khán phòng có thể xuống giúp Quân, tất cả ốp đèn cho Quân. Bởi vì chúng ta ngay bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng với chúng ta chúc mừng sinh nhật một bạn ca sĩ nói chung là rất có tâm với nghề và luôn hết mình với nghề của mình. Và trong ngày hôm nay là một ngày đặc biệt của em ấy. Happy birthday Duy Dương. Cùng hát Happy birthday chung với mình nhé. Của mình thì Dân xây dựng đó và mong rằng năm nay với tuổi mới sẽ thành hiện thực. Và cái bây giờ xin mời Dân có thể cắt bánh kem. Vỗ tay thật lớn nào mọi người ơi. Luôn tâm huyết với nghề và luôn được quý vị, đặc biệt các chị em phóng viên báo chí dành cho Dân sự ủng hộ nhiệt tình. Và cũng nhân đây thay mặt cho Dân cảm ơn sự ủng hộ của tất cả anh chị em phóng viên báo đài trong thời gian vừa qua đi yêu mến dành cho Dân thật nhiều bài hướng hay. Và hy vọng trên chặng đường sắp tới Duy Dương sẽ luôn nhận được từ phía quý vị những sự ủng hộ nhiều. 1, 2
đẹp quá. Happy birthday to you. Lát nữa sẽ hát nha. Lát nữa sẽ hát luôn. Ok. Thì bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng dùng tiền. Và hôm nay chúng ta sẽ quẩy hết lớp đến 12 giờ luôn nha mọi người. Có thể ở lại với dân đến 12 giờ luôn nha. Thì chúng ta hôm nay là nhậu thực sự mà không say không về nha. Có được không ạ? Ok. Ok. Bỏ hai cái ly, chung bỏ hai cái ly. Bỏ tay lần nữa mọi người ơi. Rồi, vâng, bây giờ dân sẽ mời một ly với tất cả mọi người. Chúc mừng với nhau một buổi tối thật tuyệt vời. Nhân dịp tuổi mới, tuổi 333 của chị Dương. Châu thiệp nè. Ok, 100% nha mọi người ơi.